Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ bất ngờ ra bộ xét nghiệm 2 phút, Trung Quốc tương hực. Nước Mỹ đang dốc sức cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tràn vào từ Trung Quốc, với hàng loạt các biện pháp và hành động quyết liệt, đặc biệt là việc đưa vào sử dụng bộ xét nghiệm thần tốc và xây dựng hàng trăm bệnh viện dã chiến. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, viết tắt là FDA, vừa cho phép sử dụng khẩn cấp bộ xét nghiệm của công ty Bodyfair có thể phát hiện viêm phổi Vũ Hán thì trong gần 2 phút. Đây là bộ xét nghiệm cho kết quả nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Đây là hình ảnh bộ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán cho kết quả chỉ trong vòng có 2 phút do công ty Bodyfair nghiên cứu và sản xuất. Bodyfair là một công ty tư nhân của Mỹ, được lãnh đạo bởi giám đốc điều hành Charlton Lui, một cựu chiến binh công nghệ đã làm việc với Bill Gates và đã phát triển máy tính bảng. Ông cũng làm một việc tại Apple và Viện Nghiên cứu Stanford. Ông được biết đến là người đồng sáng lập phông chữ TrueType và là bộ hội nghị Internet đa phương tiện đầu tiên. Hãng này cho biết họ đang làm việc với chính phủ liên bang và các bang để phân phối bộ dụng cụ xét nghiệm ra tuyến đầu chống đại dịch. Thiết bị này hoạt động giống như phương pháp xét nghiệm đường huyết nhưng được thiết kế chỉ để cho các nhân viên y tế sử dụng. Bộ xét nghiệm rất có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại. Xét nghiệm có thể cho biết một cách nhanh chóng và người được xét nghiệm có thể quay trở lại làm việc hay không, cũng như giúp các nhà nghiên cứu trong việc theo dõi và quy mô và tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Thông tin quan trọng để hoạch định chính sách trong đại dịch cho hiện tại và cho tương lai tới đây. Chúng đặc biệt hữu ích trong việc xác định liệu nhân viên y tế có miễn dịch hay không và giảm tải nguy cơ lây nhiễm nếu họ đi làm trở lại. Công ty Bodyfair gọi dụng cụ xét nghiệm bệnh viêm phổi Vũ Hán 2 phút của mình là người thay đổi cuộc chơi, và làm điều này chắc chắn sẽ làm cho các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưng hửng vì không thể khống chế được nước Mỹ bằng loại virus này. Vào tuần trước, FDA cũng đã gấp rút phê duyệt bộ xét nghiệm trên cơ sở khẩn cấp và bộ xét nghiệm của phòng thí nghiệm Abbott đã được phê duyệt có thể cho kết quả trong vòng vài phút mà thôi. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump kiểm tra một bộ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán của hãng Abbott khi chuẩn bị phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 30 tháng 3 năm 2020. Hãng Abbott ngày 27 tháng 3 năm 2020 đã giới thiệu bộ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán mới, cũng cho kết quả nhanh hơn nhiều so với những dụng cụ tương tự hiện nay trên thị trường. Bộ xét nghiệm có kích thước rất nhỏ, sử dụng công nghệ phân tử và có thể cho biết người làm xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán trong vòng có 5 phút và kết quả âm tính trong vòng 13 phút. Chủ tịch Abbott, ông Robert Ford, nói rằng bộ xét nghiệm nhỏ gọn có thể cho kết quả trong vài phút này sẽ góp phần góp thêm giải pháp chuẩn đoán trong cuộc chiến đấu nhiều mặt chống lại viêm phổi Vũ Hán. Ông nhấn mạnh nhờ kích thước nhỏ gọn mà bộ xét nghiệm này có thể được sử dụng ở nhiều nơi, không nhất thiết phải đưa mẫu xét nghiệm tới phòng thí nghiệm hay bệnh viện để kiểm tra và kéo dài thời gian không cần thiết. Abbott là một thương hiệu quốc tế chuyên nghiên cứu, phát triển những loại dược phẩm và công nghệ mới nhằm mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho con người. Sản phẩm của Abbott trải rộng từ dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng cho đến công nghệ y sinh và thiết bị chuyên dụng phục vụ cho ngành y tế. Mỹ là nước dẫn đầu thế giới về số lượng ca nhiễm được xét nghiệm trong thời gian vừa qua viêm phổi Vũ Hán. Đây cũng là nỗ lực của chính quyền trong việc tăng cường năng lực xét nghiệm trong thời gian qua và chắc chắn thời gian tới sẽ được mở rộng với tốc độ rất nhanh. Đây là hình ảnh thông tin cho biết có ít nhất khoảng 100 thủy thủ đoàn của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã bị phát hiện dương tính với viêm phổi Vũ Hán sau khi từ Việt Nam trở về. Phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng 1 triệu ca xét nghiệm là một dấu mốc lớn trong cuộc chiến chống lại viêm phổi Vũ Hán. Mỹ đã vượt qua Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu khác để trở thành nước đi đầu trong xét nghiệm sàng lọc dịch bệnh chết người bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Nhà Trắng tiết lộ rằng 90% các ca xét nghiệm tại Mỹ hiện nay là do các phòng thí nghiệm tư nhân tiến hành.
xét nghiệm nhanh và nhiều là một yếu tố đã khiến Mỹ phát hiện nhiều bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán nhất trên thế giới hiện nay. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Hoa Kỳ cho biết, các quan chức liên bang Hoa Kỳ và cơ quan y tế công cộng đang làm việc chặt chẽ với các đối tác ở các địa phương và khối tư nhân để tăng cường khả năng nguồn cung cấp xét nghiệm. Chúng tôi đang làm việc để giúp người dân có rủi ro về sức khỏe cao có thể dễ dàng được xét nghiệm hơn. Các đối tượng đó là nhân viên ở các cơ sở y tế và lực lượng cứu hộ. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu tại New York và ở Virginia hôm 28 tháng 3 cũng bày tỏ tự hào về việc Mỹ đang tăng cường khả năng xét nghiệm nhanh. Ông Trump đã nói như sau: những gì chúng ta đã đang làm về xây dựng hệ thống cho đến nay, chúng ta là nước có khả năng xét nghiệm số 1 của thế giới. Số ca xét nghiệm của chúng ta trong một ngày nhiều hơn các nước khác xét nghiệm trong nhiều tuần, nhiều tháng. Và việc ra mắt bộ xét nghiệm cho thấy kết quả nhanh nhất thế giới một lần nữa khẳng định sự ưu việt của nền khoa học hàng đầu thế giới tại Mỹ. Đây là hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán cho người dân ngay từ trên xe tại bang Washington. Tăng cường năng lực xét nghiệm là một trong những biện pháp được chính quyền của Tổng thống Donald Trump ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Theo đó, kể từ nửa đầu năm, từ tháng 3 năm 2020, chính quyền liên bang đã hợp tác với các tổ chức tư nhân để đẩy nhanh năng lực xét nghiệm. Chính phủ đã tổ chức đàm phán với các hãng dược và các nhà bán lẻ để có thể làm những xét nghiệm tiện lợi, tức là người dân được xét nghiệm nhanh chóng ngay trong xe hơi, không cần phải bước ra ngoài như Hàn Quốc đang áp dụng. Chỉ trong vòng 2 tuần mà nước Mỹ đã có những bước tiến vượt bậc trong năng lực xét nghiệm. Từ kiểu xét nghiệm mới này của công ty Rockham Holding IK phát triển được thiết kế để thực hiện ngay trên các máy tự động của công ty đã được cài đặt tại hơn 100 phòng thí nghiệm trên toàn nước Mỹ. Đến bộ test cho kết quả chỉ trong vòng 45 phút, thay vì vài ngày do công ty Capai chế tạo, rồi đến bộ xét nghiệm có kích thước nhỏ, sử dụng công nghệ phân tử cho kết quả trong vòng từ 5 đến 13 phút của hãng Uphold, và mới đây nhất là bộ xét nghiệm cho kết quả chưa đầy 2 phút của công ty Bodyfair, là một bước đi dài trong nghiên cứu khoa học và dược của Mỹ thực hiện trong một thời gian rất ngắn. Và bên cạnh đó, các bệnh viện dã chiến liên tiếp được cho xây dựng tại New York, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh bệnh viện dã chiến tại Central Park ở New York vào ngày 30 tháng 3 năm 2020. Công binh lục quân Hoa Kỳ đã cùng với các giới chức New York chuyển đổi một trung tâm hội nghị Jacob Lafitte ở New York thành một bệnh viện với 1.000 giường trong vòng một tuần. Nơi đây sẽ trở thành một cơ sở để điều trị cho bệnh nhân không nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Việc chuyển đổi này sẽ giúp giảm áp lực đến các bệnh viện đang điều trị viêm mắc viêm phổi Vũ Hán hiện nay. Thị trưởng của New York, ông Blasio cho biết các bệnh viện dã chiến đã được xây dựng nhằm giải phóng tất cả 20.000 giường bệnh trong các bệnh viện của thành phố để dành cho bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán điều trị. Trung tâm hội nghị được chuyển đổi chỉ nằm cách bến tàu một con đường, nơi tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ Comfort vừa cập cảng vào ngày 30 tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, một bệnh viện dã chiến 68 giường cũng đã được khởi sự vào Chủ nhật tại Central Park ở Manhattan. Một bệnh viện dã chiến khác ở New York cũng đã được lên kế hoạch xây dựng tại sân vận động Arthur, nơi diễn ra giải vô địch quần vợt Mỹ mở rộng hàng năm. New York hiện vẫn thiếu bác sĩ, y tá và ông DeBasso đã yêu cầu quân đội Mỹ trợ giúp cho về vấn đề chống cúm Vũ Hán này. Và không chỉ New York, giới chức Mỹ đang muốn xây dựng hàng trăm bệnh viện dã chiến trên cả nước để đối phó với hàng ngàn trường hợp nhiễm cúm Vũ Hán mới mỗi ngày sau khi Mỹ trải qua ngày chết chóc hôm 30 tháng 3 vừa qua. Đây là hình ảnh tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ Mercy đang đậu tại biển San Diego. Chỉ huy công binh lục quân Hoa Kỳ cho biết vào hôm 31 tháng 3 rằng họ đang tìm các khách sạn, ký túc xá, trung tâm hội nghị và những nơi không gian rộng trên khắp nước Mỹ để xây dựng 341 bệnh viện dã chiến. Nhà chức trách ở New Orleans, thành phố lớn nhất thuộc tiểu bang Louisiana cũng đang thiết lập một bệnh viện dã chiến tại trung tâm hội nghị Ernst Motel, địa điểm đã chứa hàng ngàn người tị nạn bão Katrina vào năm 2005 để xử lý một lượng bệnh viện và bệnh nhân dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới.
ngày 30 tháng 3 được xem là ngày chết chóc nhất trong cuộc khủng hoảng y tế ngày càng gia tăng với Mỹ. Đó là thông số 575 trường hợp tử vong, đưa tổng số người tử vong trên toàn nước Mỹ đã vượt quá con số 3.000 người và số lượng này tăng lên mỗi ngày. Ngoài New York, bang California cũng đang chuẩn bị và bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch viêm phổi Vũ Hán. Thống đốc Gavin Newsom cho biết số ca nhập viện vì viêm phổi Vũ Hán đã tăng gấp đôi trong 4 ngày qua và số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt đã tăng gấp 3 lần. Các giới chức tại đây cũng phải kêu gọi thêm tình trạng và tình nguyện viên y tế. Tại Los Angeles, tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ Mercy tương tự như tàu Comfort đã bắt đầu điều trị cho bệnh nhân ở đây. Đại dịch sẽ còn kéo dài, nhưng những nỗ lực từng ngày của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đang mang lại cái niềm tin cho người dân Mỹ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh được phát hiện đầu tiên từ Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.